Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng của tác giả Vĩ Ngư. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 121 Chừng 30 người nối đuôi nhau vào theo tuyến đường qua tai của kim giáp chiến thần. Việc đi vào vô cùng khó khăn do thông đạo quá chật. Lối đi này giống như là các khe nứt trong cơ thể kim giáp chiến thần do động đất tạo thành, người đi vào phải nghiêng người, cẩn thận từng chút một, xoay quanh và gạt ra từng chút một. Ngay cả người mảnh mai như nhiếp cửu la còn cảm thấy chật trội, huống chi những người khác. Trong thông đảo, không khí ngột ngạt mùi nấm mốc và bụi bặm tích tụ qua nhiều năm. Trên đường, thỉnh thoảng có người kêu lên, bị kẹt rồi, đẩy ta một cái hoặc chết tiệt, kéo ta một chút. Nếu ai đó béo hơn một chút, chắc chắn sẽ không thể đi qua thanh nhưỡng. Mặc dù bầu không khí căng thẳng, nhưng nhấp cửu la vẫn cảm thấy buồn cười, cố gắng kìm nén và muốn nhìn viêm thác bị kẹt. Thật đúng như dự đoán, viêm thác bị kẹt, nhưng không phải vì béo, mà là do túi sách mắc kẹt. Nhấp cửu la cười đến ngả nghiêng, viêm thác bất đắc dĩ gỡ túi sách ra và nói, ngươi giống như đang đi chơi xuân vậy. Nhấp cửu la đáp, vui cười một chút không sao mà. Sau khoảng 20 phút gian nan, họ cuối cùng cũng xuyên qua kim giáp chiến thần có tiếng nghị luận vang lên đi chân trái hay chân phải chân trái vừa vào từ tay trái cần phải hô ứng hóa ra cái gọi là kim nhân môn là phải qua bằng thể xác đầu vào chân ra nhiếp cửu la thấy rất thú vị trước kia vẫn nghĩ kim nhân môn chỉ là cánh cửa lớn đúc kim kiên cố phía trên điêu khắc hình kim nhân các tổ tiên thật sự có trí tưởng tượng phong phú hơn nàng Hình thâm phía trước nói, chúng ta đội đi trước, lưu tôn lý thủ về. Mọi người tập trung bên trong. Giọng hắn không lớn nhưng vẫn khơi dậy không khí căng thẳng. Mọi người trở nên trầm mặc, lắng nghe tiếng bước chân đi xa và tiếng cửa mở khép lại tạo ra âm thanh quỷ quyệt. Khi một nửa người đã đi qua, không khí trở nên lạnh lẽo hơn, tiếng vang quỷ dị cùng với đó khiến nhiều người run dày. Có người hỏi nơm nớp, làm sao có âm thanh như gió thôi dưới lòng đất cũng có gió dư dung đáp ngươi học không có sao gió là do tranh lệch nhiệt độ tạo ra luồng không khí dưới lòng đất cũng có tranh lệch nhiệt độ nên sẽ có gió người kia hỏi tiếp vậy có thể mưa không câu hỏi này quá phức tạp dư dung chưa nghiên cứu nàng cáu gắt có thể còn có xét đánh nữa một vài người cười khẽ tôn lý hỏi đội các ngươi lưu ai thủ vệ mỗi đội cần lưu một người thủ vệ người thủ vệ là an toàn nhất. Dư dùng nghĩ một chút, tước trà thủ đi. Mọi người không có ý kiến chứ? nàng biết tước trà bắn tên rất giỏi, nhưng trong môi trường nguy hiểm, tổng thể sức mạnh của tước trà yếu, thích hợp thủ vệ hơn. Không ai có ý kiến, tranh vị trí này chẳng khác nào tự nhận mình yếu hơn tước trà. Tước trà có chút thất vọng, ta không thể đi vào sao? Dư dùng nói trong hỗn chiến. Tên không phát huy được tác dụng, ai có thể bảo vệ ngươi? Ngươi và Tôn Lý phụ trách giữ cửa, không phải việc nhỏ. Nếu chúng ta trở về mà kim nhân môn đóng lại, chúng ta sẽ bị kẹt suốt đời. Viêm thắc hỏi nhỏ Nhiếp Cửu La, kim nhân môn từ khe hắc bạch đầu kia mở không ra. Nhiếp Cửu La đáp, tất nhiên, kim nhân môn là khóa địa kiêu, chỉ mở từ bên ngoài. Nếu từ trong có thể mở, địa kiêu đã thoát ra rồi. Cô suy nghĩ thêm, Kim Nhân Môn mở ra, trong cơ thể mới xuất hiện thông đạo, đóng lại thì thông đạo biến mất. Địa Kiêu dù tìm được cửa cũng không mở được, chỉ đục cũng vô dụng. Một giờ trôi qua nhanh chóng, dư dung dơ tay đi thôi. Nàng mở cơ quan mở cửa đá, dẫn đầu đi ra ngoài. Do lý do ẩn nấp, ngoài cửa đá vẫn là sơn động khúc chết, không thể nhìn xa, phải đi một đoạn mới ra khói đồng. Trước mắt mở ra là một tầng lớn nhưng xuống dưới như một khe nứt lòng đất vô tận xung quanh không hoàn toàn đen từng khối từng khối sáng lên nhếp cửu la tiến gần nhìn đây là dạ quang thạch viêm thác theo tới có gì đặc biệt sao Nhấp cửu la chỉ trên đất đây là hoa văn quyển vân phổ biến trên đồ đồng cổ đại xuất hiện từ thời chiến quốc phổ biến thời tần triều dư dùng không quan tâm một người khác nói nghe nói thời tần triều quấn đầu quân tu hành, dùng nhiều dạ quang thạch, vừa chiếu sáng vừa ngăn địa kiêu, càng vào sâu càng ít. Nhiếp Cửu La kiểm tra thêm vài khối, đúng là hoa văn cổ đại. Tuy không sáng bằng đèn hiện đại, nhưng đủ để nhìn thấy. Dư Dung không hứng thú với trang trí cổ đại, nàng xếp hàng, để Ngũ Khánh và Mao Lượng dẫn đầu, Tôn Chu bảo vệ, sáu địa kiêu bị trói ở giữa. Nhiếp Cửu La và Viêm Thác tự do. Sắp xếp xong, Dư Dung nhìn Tước Trà, cảm ơn và dặn dò, nếu chúng ta trở về một mình, chú ý xem có bị cắn không. Tước Trà gật đầu, cảm thấy trách nhiệm nặng nề. Theo kế hoạch, đội trước và sau đi trên cùng một đường, mỗi nửa giờ đội trước để lại ký hiệu dạ quang, biểu thị đã an toàn. Nửa giờ sau, đội Dư Dung thấy ký hiệu đầu tiên, an pha. Đường thuận lợi, dù âm trầm, quỷ dị, nhưng có đội trước mở đường ngũ khánh và tôn chu bảo vệ mọi người thấy nhẹ nhõm dần dần dạ quang thạch ít đi đến ký hiệu thứ hai bê ta mọi người quen tìm ký hiệu trên đất ngũ khánh dừng lại ngửi mùi máu tươi dư dung hạ giọng có chuyện gì ngũ khánh ngửi và chuyển hướng mùi máu tươi mùi máu tươi nhấp cửu la lo lắng viêm thác lấy súng mọi người cầm súng dư dung lo lắng là hình thâm sao ngũ khánh chỉ phân biệt được mùi máu không biết của ai không nặng ở phía kia hướng đó lệch tuyến đường dư dung lưỡng lự nàng không giỏi quyết định nhếp cửu la hỏi nếu hình thâm đổi hướng sẽ lưu ký hiệu chứ dư dung gật đầu chắc chắn nhếp cửu la nói mao lượng dẫn hai người đi nhanh kiểm tra ký hiệu beta rồi quay về nhanh mao lượng đi trở lại nói có beta ở phía trước nhấp cửu la nhẹ nhõm, nhưng thắc mắc máu từ đâu ra. Dư dung đề nghị, đi xem. Đoàn người thống nhất ý kiến, đổi hướng ngắn. Ngũ Khánh vừa đi vừa ngửi, gần hơn, máu tanh không đơn thuần. Tôn Chu cảnh giác, Dư Dung thấy nó nhe răng, móng vuốt đào đất, rồi chui xuống. Ánh sáng giảm, có người dùng đèn pin, kính nhìn đêm. Có người sợ hét lên, người. Dư Dung giống, im, là người nằm trên đất, đã chết. Là nam nhân, 30 tuổi, mặt trắng bệch, gầy gò, cổ bị cắt gần đứt, đầu gối trong vũng máu. Dư dùng thử máu, khô cạn. Ai làm đây, không thể là hình thâm. Ngũ Khánh kêu lên, lão quách, là chúng ta người. Dư dùng, chúng ta người. Ngũ Khánh run rẩy bị bắt cóc cùng tưởng thúc. Dư dùng phản ứng, Lâm Hỷ Nhu muốn đổi con tin. Sao chết ở đây? nàng lệnh kiểm tra xung quanh mọi người lo lắng tản ra nhếp cửu la căng thẳng lâm hỉ ngu sẽ không giết hết con tin chứ tường bách xuyên đâu đầu nàng đau nhói mắt nhìn khắp nơi viêm thác gọi a à la viêm thác nhếp cửu la tìm thấy hắn ngồi bên đống đá không có thi thể có vật gì thất lạc nhếp cửu la đi tới viêm thác giữ tay nàng ngồi xuống nhìn từ góc này nhiếp cửu la quỳ xuống tim đập loạn. Nàng biết viêm thác muốn nàng nhìn gì. Đống đất trước mặt, có dấu chân nhỏ không mang giày. Là dấu chân trẻ con. Dư dung và nhóm đi xa, tức trà cảm thấy nhàm chán. Thủ vệ vốn nhàm chán, nàng không quen với tôn lý, ngại ở cùng nam nhân xa lạ, thích ở lối vào. Thế giới ngầm, địa kiêu. Dư dung không mang nàng đi thanh nhưỡng, cho rằng nàng không thể tự vệ, là gánh nặng. Tước trà muốn chứng minh, mong có địa kiêu xuất hiện để nàng bắn. Nàng gỡ nỏ, ngắm vào bóng tối, ánh sáng không tệ, địa kiêu rất lớn, không thể bỏ qua. Ngắm kỹ, tước trà nhíu mày. Trong bóng tối, có bóng người lắc lư. Hình thâm và dư dung vừa rời đi, sao nhanh có người trở lại? Tước trà nghĩ mình nhìn lầm, cố nhìn lại. Không sai, có bóng người. Chương 122 cái đó là gì vậy? Tước trà có chút sợ hãi, mặc dù trong tưởng tượng của mình, cô có thể bình tĩnh đối mặt và một mũi tên giết chết địa kiêu, nhưng đó chỉ là tưởng tượng. Trong thực tế, cô chỉ bắn vào bia, chim sẻ và cá. Con người không thể thay đổi chỉ sau một đêm, giờ dùng không mang cô theo là có lý do. Cô không tự chủ được mà lùi lại, đồng thời cố gắng giữ giọng bình tĩnh gọi tôn lý, tôn. Tôn lý, hình như có. Có gì đó, anh ra xem một chút." Tôn Lý nhanh chóng xuất hiện. Anh nheo mắt nhìn, sử dụng cả kính nhìn đêm, nhưng loại này chỉ nhìn thấy nhiệt độ, không rõ diện mạo. Anh lẩm bẩm, "Là người, là người, mặt bị che kín, không phải địa kiêu, không cần lo lắng. Nếu có gì không ổn, tôi sẽ lùi về đóng cửa, vẫn kịp." Rồi anh cất giọng hỏi lớn, "Ai đó?" Đối phương không trả lời. Có lẽ khoảng cách còn xa đủ thời gian lùi lại đóng cửa, bên cạnh lại có đồng đội, nhịp tim của tức trà không còn đập mạnh nữa. Cô lấy kính nhìn đêm từ tôn lý, chăm chú nhìn kỹ. Người này thất thiểu, như bị bệnh nặng, nửa mặt bị che kín, trông rất khả nghi. dáng vẻ, tim tước trà thắt lại, dáng vẻ này rất quen thuộc. Nhìn kỹ hơn, cô cảm thấy tim đập loạn nhịp, bật thốt lên, đây. Đây là lão tưởng, lão tưởng, tưởng thuốc. Tưởng Bách Xuyên, Tôn Lý giật mình, nói không trôi chảy, thật, thật sao, tưởng Thúc không phải bị bắt cóc sao? Tước trà không biết nói thế nào, chỉ gật đầu mạnh, không sai, chắc chắn là tưởng Bách Xuyên. Sau mười mấy năm sống chung, bước đi và dáng vẻ của tưởng Bách Xuyên, cô không thể nhầm lẫn. Tôn Lý vừa mừng vừa lo, định bật đèn pin, nhưng rồi trần trừ. Anh quét đèn pin xung quanh, Nghe nói cùng tưởng thúc bị bắt có hơn 10 người, sao chỉ có mình ông ta? Những người khác đâu, không phải Lâm Hỷ Nhu cố ý thả ông ta ra làm mồi, lừa chúng ta sao? Tước trà bối rối, vậy làm sao đây? Tôn Lý nuốt nước bọt, thủ vệ là quan trọng nhất, trước. Trước lùi lại, xem tình hình. Hai người cẩn thận lùi lại, tay vẫn nắm chặt cung tên, đối diện với tưởng Bách Xuyên. Tôn Lý hô lớn, ngươi, ngươi là tưởng thúc sao? Sắp tới lối vào, tường Bách Xuyên bất ngờ ngã xuống, thở hổn hển, lẩm bẩm, "Là Tôn Lý à." Có thể nhận ra người, nghĩa là ý thức vẫn còn tỉnh táo. Tôn Lý mừng rỡ, nhanh chóng dìu ông ta, "Tưởng thúc, ngài trốn ra sao?" "Sao chỉ có một mình, những người khác đâu?" Tưởng Bách Xuyên gật đầu, nhờ lực Tôn Lý đứng lên, "Đi." "Tẩu tán." Ông ta hỏi, "Có oh, ăn không, đói quá." đưa người vào trong động quá khó tôn lý đỡ tưởng bách xuyên ngồi xuống cạnh động ngài chờ tôi đi lấy nói rồi anh ta đi vào trong động tưởng bách xuyên ngồi thẫn thờ sau đó nhìn quanh động tác chậm chạp ánh mắt mờ mịt nhìn thấy tước trà ánh mắt ông ta lướt qua như nhìn thấy khúc gỗ tước trà cảm thấy có điều không ổn chưa kịp suy nghĩ tôn lý đã mang ba lô ra anh ta đưa một chiếc bánh gà tô nhỏ cho tưởng Bách Xuyên. Tưởng Thúc, ăn tạm lót giả, tôi mở nước cho ngài. Tưởng Bách Xuyên nhận lấy. Trong tình huống bình thường, khi ăn, người ta sẽ kéo quần áo xuống. Nhưng tưởng Bách Xuyên không làm vậy. Tước trà để ý, ông ta đưa bánh từ dưới lớp quần áo vào miệng. Ông ta chỉ ăn một miếng rồi dừng lại, nắm lấy bánh và thì thầm với Tôn Lý, có thịt không? Muốn ăn thịt sao? Tôn Lý lục ba lô, tìm ra một túi thịt bò khô, đưa cho tưởng Bách Xuyên, tưởng Thúc, thịt bò khô có tính không? Tưởng Bách Xuyên lấy một miếng, vẫn từ dưới quần áo đưa vào miệng, nhai xong lầm bẩm không phải, không phải, vị thịt này không đúng. Muốn thịt gì đây? Tôn Lý buồn bực, điều kiện đi thanh nhưỡng hạn chế, mang theo đều là lương khô, tưởng Thúc chắc chắn biết điều này. Tước trà càng nhìn càng thấy bất an, tưởng Bách Xuyên không giống như trước. Cô nâng nỏ, mũi tên chĩa thẳng, ho khan để thu hút sự chú ý của Tôn Lý. Tôn Lý không phải ngốc, nhìn thấy Tước trà ho liền hiểu ra, anh nhảy lên và giữ khoảng cách an toàn với Tưởng Bách Xuyên. Cuối cùng, tiếng ho của Tước trà cũng thu hút sự chú ý của Tưởng Bách Xuyên. Ông ta ngẩng đầu, mắt chậm rãi quay về phía Tước trà, "Tước trà à." Tước trà run rẩy, "Ngươi, tại sao lại che mặt, bỏ quần áo ra đi." Cô nhớ lời Dư Dung cần kiểm tra xem những người trở về lẻ tẻ có bị cắn không. Tưởng Bách Xuyên không động đẩy, cười quái dị, giọng nói như nuốt trong miệng, tức trà, người chĩa cung vào ta, người giỏi lắm. Tôn Lý thử thuyết phục, tưởng thúc, ngài biết quy tắc mà, bỏ quần áo ra để chúng tôi kiểm tra. Anh ta nghi ngờ tưởng Bách Xuyên bị địa kiêu cắn, cách kiểm tra tốt nhất là dùng đèn pin soi mắt xem có dây đỏ không, nhưng Tôn Lý không dám. Tường Bách xuyên lạnh lùng nói: Ta không nói chuyện với các ngươi. Để Hình Thâm đến đây. Ông ta đứng dậy, bước vào trong động. Tước Trà không có chứng cứ rõ ràng, không thể bắn Tường Bách xuyên. Cô nhìn Tôn Lý, hết cách. Không thể để Tường Bách xuyên vào động. Trong tình thế cấp bách, Tước Trà nháy mắt với Tôn Lý. Tôn Lý không quan tâm đến thứ bậc, trước đắc tội rồi xin lỗi sau. Anh ta nhảy lên, ôm Tường Bách xuyên ngã lăn ra đất, tường thúc xin lỗi. Bất ngờ, tường Bách Xuyên phản ứng dữ dội, hét lên và dãy rùa, lật tung tôn lý. Trong cơn quằn quải, quần áo che mặt rơi ra, tước trà thấy rõ, một bên khóe miệng của tường Bách Xuyên kéo dài đến tai, gần như giữa nát, bên còn lại vẫn nguyên vẹn. Sự đối xứng cực hạn này dưới ánh sáng giả dạ quang tạo nên hình ảnh quái dị, dùng mình. Cô sợ hãi, nhưng tay vẫn vững, nỏ chĩa thẳng, tường bách xuyên, người biết ta không sai người động nữa ta bắn ta nói là làm không tin thì thử xem tưởng bách xuyên chưa từng thấy tước trà nghiêm túc như vậy sững sờ không dám cử động tước trà ra lệnh tôn lý cầm dây thừng trói lại chắc chắn chờ dư dung về xử lý tôn lý sợ hãi lấy dây thừng từ ba lô đang chuẩn bị trói tưởng bách xuyên cười lạnh ông ta nói chờ dư dung về về không được đâu tất cả đều về không được. Người không thấy ngoài kia có đôi mắt trắng sao? Em mờ ắt trắng, tôn lý không kìm được quay đầu nhìn ra ngoài. Tước trà cũng không khói nhìn theo. Chớp lấy cơ hội, tường bách xuyên nhào tới tước trà. Dấu chân trẻ con, nhiếp cửu la muốn theo dấu chân tìm tiếp, nhưng xung quanh chỉ có dấu này duy nhất. Nếu không có đống đất bị cọ rơi cát, dấu chân cũng không thấy. Cô hiểu viêm thác đang nghi ngờ gì, Ngươi nghĩ đây là Tâm Tâm? Không chắc, có thể là địa kiêu nhỏ. Viêm Thác, địa kiêu nhỏ phải có móng vuốt, dấu chân này rõ ràng là của trẻ con. Nhấp Cửu La, nếu là Tâm Tâm, hơn 20 năm, nàng cũng lớn rồi. Viêm Thác suy ngẫm, dấu chân này chỉ là của đứa trẻ, không chắc chắn là Tâm Tâm. Nhưng ai khác có thể là trẻ con ở đây? Ngũ Khánh đột nhiên ngửi thấy mùi máu, nơi kia, hướng kia có mùi máu tươi lần này, tôn chu nhạy cảm hơn, lao vội về hướng đó. Dư dung bực bội, lại có nữa sao? Ngũ Khánh giải thích, xa quá, chỉ người thấy mùi nơi này, giờ tiến gần, người thấy xa hơn. Trong tình huống nguy hiểm, không nên tách ra, dư dung ra lệnh, đi, tất cả tiến tới, đừng để ai lại phía sau. Đoàn người theo ngũ khánh tiến về phía trước, lần này cẩn thận hơn, luôn đề phòng. Đi khoảng 10 phút, người dẫn đầu ép giọng đó đó lại có một người dưới ánh đèn pin viêm thác thấy một người đàn ông dựa vào đống đất đầu gục tay co quắp trông như đã chết tôn chu bỏ quanh không kìm được dùng móng vuốt lay người đàn ông ngã xuống dư dùng nghiến răng đây là ai ghi lại để đối chiếu vài người chạy tới nhận diện viêm thác không tham gia tập trung soi đèn tìm manh mối Nhấp cửu la đúng trẻ con không chắc là tâm tâm nhưng ai là trẻ con ở đây không phải thường xuyên có trẻ con bị ném vào lòng đất kết quả nhận diện nhanh chóng có người lạ không biết không phải chúng ta chưa thấy qua kiểu chết này kỳ quái đầu bị đục một lỗ nhấp cửu la thấy lạ đi tới nhìn thấy mặt cô không biết người này nhưng lại thấy quen viêm thác tới chỉ liếc mắt nhận ra đây là dương chính. Nhếp cửu la nhớ ra, không lạ khi thấy quen mắt. Viêm thác từng cho cô xem danh sách địa kiêu, có dương chính. Dư dung không hiểu, dương chính là ai? Người của lâm hỉ nhu, địa kiêu. Bên cạnh dần im lặng, dư dung há hốc miệng, muốn nói nhưng nuốt lại. Gió bắt đầu thổi, lòng đất xít gào, quanh đây nhiều đồi đất, gió quẩn quanh như tiếng khóc quỳ. Những người cảnh giới giữ chặt súng, không dám lơ là những người khác vô thức lưng dựa lưng phòng bị nhấp cửu la nhìn dương chính cảm thấy buồn nôn thật sự bị đục đầu thủ pháp gọn gàng nhưng binh khí phải lớn hơn đao của nàng có ý tứ biết công kích yếu điểm đỉnh đầu đây là địa kiêu dư dùng liếm môi đầu kia chết người của chúng ta đầu này chết địa kiêu đây là con tin và bọn cướp đánh nhau sao nhấp cửu la thấy khả năng này nhưng nghĩ lại không tin nổi, tưởng thúc và đồng bọn bị trói mấy tháng, sức đâu mà đánh nhau với địa kiêu. Hai người trao đổi ánh mắt, không nói gì, quanh đó lại có phát hiện mới. Có người dơ đèn pin soi, cái này chắc chắn không phải người của chúng ta, không có nữ. Là gì, nhấp cửu la cúi xuống. Cảm giác buồn nôn lại dâng lên, cô kéo viêm thác, suýt nữa nôn ra. Là hai bím tóc kết lại, da đầu vẫn còn dính bị xé mạnh từ đầu. Viêm thác đỡ cô, nhanh nhìn bím tóc, lòng nặng chịu, rồi quay đi, chắc là phùng mật, cũng là địa kiêu của Lâm Hỷ Nhu. Dư dung dối bời, không thể là con tin phản công cướp sao. Nhiếp cửu la thở dài, đứng dậy, không thể là hình thâm làm, nếu làm gì, họ sẽ để lại ký hiệu. Dẫn đường mau lượng run rẩy, chuyện gì xảy ra? Nói xong là đổi con tin, sao vừa vào đã gặp họa phong đột biến viêm thác nghĩ ngoài chúng ta và lâm hỷ nhu có phe thứ ba trước kia đi thanh nhưỡng có gặp chuyện này không màu lượng lắc đầu không tuyệt đối không chưa nghe chưa gặp nhiếp cửu la thì thào lâm hỷ nhu cũng không biết nếu biết đâu đến nỗi tổn thất phe thứ ba dư dùng nhìn viêm thác lời chưa ra mình đã dùng mình không phải kiêu quỷ chứ âm binh chưa mượn, chính chúng, đã ra trước. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 123. Có phải là kiêu quỷ xuất hiện hay không thì không dễ xác định, nhưng việc dưới lòng đất còn có phe thứ ba có khả năng là sự thật đến bảy tám phần. Điều chưa biết luôn đáng sợ hơn, Mao lượng cảm thấy lưng lạnh toát, vậy. Chúng ta nên làm gì bây giờ, nên đi tìm thâm ca và nhóm của hắn, hay trở về kim nhân môn? Nếu chỉ vì không thấy gì mà sợ hãi chạy trối chết thì thật buồn cười. Dư Dung nhíu mày, sợ gì chứ, không phải chúng ta đã mang súng sao? Ta không quan tâm nó là cái quái gì, nó có thể không sợ đạn à? Dư Dung ra lệnh cho Mao Lượng tiếp tục dẫn đường, đi theo tiền đội, tạm thời không quan tâm đến thi thể, chỉ đánh dấu vị trí trên bản đồ, sau này sẽ quay lại thu dọn. Cả đoàn người lại tiếp tục đi theo lộ trình đã định sẵn, giữ im lặng và không sử dụng đèn pin để tránh gây chú ý, tăng tốc tiến lên. Dư dùng nghĩ đến việc dùng súng báo hiệu để liên lạc với tiền đội, nhưng sau khi suy nghĩ, nàng từ bỏ ý định, tình hình dưới lòng đất lúc này phức tạp, nếu bắn súng báo hiệu, sẽ lộ vị trí, có thể dẫn tới nguy hiểm không lường trước. Địa hình đoạn này giống như một chiếc lưỡi dài đâm vào lòng đất. Nói như vậy để hình dung, thực tế nó là do tầng địa chất nứt ra, khiến mặt đất không vuông vức, lúc có khối đá, đống đất, hố nhỏ, đường đi quanh co uốn lượn. Đáng khâm phục là, trong đoạn đường này, dạ quang thạch được sắp xếp rất cẩn thận. Có khi nhựa cây dính vào khối đá, có khi được đặt vào lỗ đục trên thạch đống, tất cả nhằm duy trì ánh sáng tự nhiên. Khi tìm được ký hiệu gamma thứ ba, đoàn người nghỉ tại chỗ 5 phút. Tôn Chu bỏ lên chỗ cao canh gác, những người khác bổ sung lương khô hoặc đi vệ sinh nhấp cửu la ngồi nghỉ bên cạnh viêm thác che miệng ngáp một cái lớn viêm thác cười ngươi buồn ngủ rồi phải không dựa vào ta ngủ một lát đi ngủ năm phút cũng là nghỉ ngơi nhấp cửu la không khách khí kéo tay viêm thác vòng qua người mình dựa vào ngực hắn và nhắm mắt đối với nàng nghỉ ngơi giống như nạp điện nghỉ một chút là có sức lực trở lại viêm thác cúi đầu cọ vào cổ nàng muốn nhắm mắt nghỉ ngơi nhấp cửu la thì thầm lần này chúng ta có bao nhiêu đối thủ? Viêm Thác hiểu có nhiều. Địa Kiêu Nguyên Sinh, Địa Kiêu Nhân Hóa như Lâm Hỉ Nhu, nhóm chúng ta, nhóm bị bắt cóc và có thể còn có Kiêu Quỷ. Nhấp Cửu La buồn bã, người nói Kiêu Quỷ vẫn giống như trước sao? Viêm Thác bật cười, dĩ nhiên không, người không nghe Hình Thâm nói sao? Bọn chúng diện mạo trở nên giống ác quỷ, nếu không sao gọi là Kiêu Quỷ? Nhấp cửu la thở dài khẽ khàng, kiêu quỳ còn nhận ra thân thích và bạn bè không? Viêm thác suy nghĩ, không biết, nếu còn nhận thức và giao tiếp được, chỉ là diện mạo thay đổi, thì không đáng sợ. Không cần gọi là kiêu quỳ. Nhấp cửu la im lặng hồi lâu, cũng đúng. Nàng chạm vào dây chuyền trên cổ. Nếu như mẹ nàng, bùi kha, thực sự còn sống, hẳn không còn giống trong trí nhớ. Nàng nhẹ nhàng nói, viêm thác ngươi nên chuẩn bị, tâm tâm dù còn sống, cũng không nhớ ngươi và có lẽ không như ngươi nghĩ. Viêm thác ừ một tiếng, ta biết. Nàng nhìn quanh, những người khác đã đứng lên. Năm phút đồng hồ qua nhanh, lại phải lên đường. Lần này, đi chưa bao lâu đã có sự cố. Vấn đề xuất hiện ở sáu địa kiêu bị trói. Chúng bị nhấp cửu la châm máu vào cột sống, làm cả cơ thể ngây ngô, độ linh hoạt giảm, đầu bị trùng khăn, bị trói thành chuỗi giống như xác chết đi bộ chúng theo đi không tuân theo thì ngừng gia tốc vẫn chạy được khá dễ quản lý nhưng đột nhiên sáu người này hoảng loạn có người đi sang trái có người đẩy nhau có người chân run dự báo nguy hiểm sao nhiếp cửu la căng thẳng nhìn quanh không thấy gì người dắt dây thừng là người nhà dùng roi ra quất hư không quát đừng lộn xộn nhưng sáu người không bị thuần hóa không sợ roi người kia đành dùng chân đạp cuối cùng làm chúng yên dư dung lo lắng hỏi ngũ khánh ngươi nghe được gì không ngũ khánh lắc đầu chắc chắn không không có gì nhìn tôn chu cũng không có gì lạ hai máy thăm dò không báo động dư dung thở phào nhưng vẫn không yên tâm hỏi người dắt dây ngươi nghĩ có gì làm chúng hoảng loạn không chúng không tự dưng làm vậy người kia suy nghĩ đi được bình thường, đột nhiên. À, đúng, tiếng gió, phong thanh quái dị. Phong thanh này luôn quái dị, dư dung đã quen, không phân biệt nổi. Nàng chỉ dặn thêm, cẩn thận theo sát. Đi thêm đoạn, sáu người lại bạo động, trước sau người đã quen, viêm thác thấy buồn cười, thấp giọng hỏi nhấp cửu la, có phải máu châm của ngươi có vấn đề? Hắn nghĩ máu châm kích thích thần kinh địa kiêu, làm chúng co giật. Nhếp cửu la không biết, nàng ít tiếp xúc địa kiêu dùng máu châm hoàn toàn là thử nghiệm không có kinh nghiệm đang nghi ngờ có người nghẹn ngào kêu từ từ nhị đâu từ nhị đi đâu rồi đội ngũ lập tức dừng lại dư dung tới nhanh từ nhị là ai chuyện gì xảy ra người kia lắp bắp từ nhị đi phía sau ta quay đầu không thấy tưởng đi trước nhưng tìm mãi không thấy nên hỏi viêm thác và nhấp cửu la không quen nhóm người này không biết thiếu ai nhưng những người khác thì biết họ nhìn quanh và kinh hoàng thiếu một người từ nhị xung quanh tối tăm chỉ có ánh sáng u ám từ dạ quang thạch giống như phủ quỷ khí lên mặt từ khi rời kim nhân môn liên tục xảy ra sự cố dư dung muốn chửi nhưng phải đè nén đi đâu rồi có phải đi tiểu không về có người phủ nhận không trở về rồi trước đó ta thấy hắn không phải đi tiểu vung rớt Dư Dung nén giận, đi đường mất, không ai biết. Người kia không trả lời được, run rẩy nói, không phải bị quỷ bắt đi chứ. Không nghe thấy gì, không động tĩnh, Dung tỉ, làm sao bây giờ? Dư Dung gầm nhẹ, tim, trở về tim. Người kia vội vàng đi, viêm thác gọi lại, từ nhị có đi cuối cùng không? Chắc vậy, có khi đi cạnh ta, có khi sau một hai bước. Đi đường không chú ý lắm, viêm thác trầm ngâm, nếu hắn đi cuối cùng có người bắt đi không động tĩnh có thể chúng ta không nhận ra dư dung cảm thấy lạnh sống lưng ai bắt hắn không biết nhưng ta đề nghị từ giờ mọi người đi theo nhóm hai ba người buộc dây thừng hoặc nắm tay không buông đừng lạc đàn lạc đàn sẽ đột nhiên biến mất lời này là mọi người dùng mình dư dung muốn nói gì đó nhưng lại thấy thừa nên ra hiệu những người còn lại hiểu nhanh chóng kéo tay nhau hoặc buộc dây thừng nối liền trừ tôn chu mọi người chia nhóm trở lại tìm hai ba dặm không có kết quả dư dùng cảm thấy không thể tìm thấy không muốn lãng phí thời gian nàng cắn răng đi thôi tìm hình thâm và nhóm của hắn không quan tâm nhiều nữa từ nhị không có tám chín phần đã bị ai đó để mắt tới nàng rút súng báo hiệu bắn ba phát lên trời ba đạn tín hiệu vàng sáng lên đầu tiên dừng giữa không trung sau đó chậm rãi hạ xuống không lâu sau nơi xa cũng có đạn tín hiệu vàng bắn lên ba phát dư dùng phấn chấn họ ở phía trước nhanh lên đi nhanh mọi người muốn nhanh hơn nếu không phải mao lượng phải nhìn địa đồ dẫn đường và sáu địa kiêu không thể chạy nhanh họ đã chạy bay viêm thác nắm tay nhiếp cửu la luôn chú ý xung quanh phòng bị đi nửa đường nơi xa lại có đạn tín hiệu đỏ bắn lên dư dung lo lắng đạn tín hiệu đỏ báo cảnh vừa còn ổn giờ là có chuyện gì dù có chuyện cũng không thể làm gì hơn tốc độ bây giờ nhanh nhất không thể tăng thêm dư dung chỉ biết thúc giục nhanh lên nhanh nhất có thể lời chưa dứt nghe thấy tiếng súng vì xa nghe rất lạ dư dung chưa kịp phản ứng viêm thác đã đổi sắc nổ súng họ đang nổ súng nổ súng, đối đầu với ai, lâm hỉ nhu, hay kiêu quỷ chưa xác nhận. Dư dung khô cổ, không ngừng bước, da đầu run lên, tiếng súng không ngừng vào tai, như thúc giục. Đột nhiên, tiếng súng biến mất. Giống như ai đó nhấn nút rừng, tiếng súng tắt, đạn tín hiệu cũng tan biến, xung quanh lại u ám tĩnh lặng dưới ánh sáng dạ quang thạch. Dư dung lẩm bẩm, cái quái gì? Đang xảy ra vậy? Chương 124 dù sao đã loạn thì cứ để nó loạn dư dung quyết định tiếp tục hành trình còn nói lớn không sợ chạy đi nhặt xác còn tệ hơn sao may mắn là sau một lúc đạn tín hiệu lại sáng lên ba phát màu vàng đây là dấu hiệu liên lạc chứng tỏ đầu bên kia vẫn an toàn dư dung vui mừng đang định nói vài câu động viên thì ngũ khánh đột nhiên hét lên thứ gì kia đó là gì không chỉ ngũ khánh còn có hai ba người khác trong đội cũng nhìn thấy và kinh hô. Quỷ sao, ta còn tưởng mình hoa mắt. Là tóc trắng sao? Ta nhìn thấy mắt lòng trắng, trắng lóa. Đội ngũ rối loạn, tất cả dừng ngay tại chỗ, những địa kêu chen nhau rôn dày dữ dội hơn, nhấp cửu la tựa vào viêm thác, tò mò nhìn quanh, lại tóc trắng và mắt lòng trắng, sao nàng không thấy gì? Đột nhiên, nàng thấy một bóng người lướt qua đống đất gần đó nhấp cửu la run lên, nghẹn ngào kêu, ở đó. Nhưng khi những người khác nhìn theo, bóng người đã biến mất. Viêm thác cũng không thấy gì, vội hỏi nàng, thấy gì rồi? Nhấp cửu la lo lắng, nói thực ra, và nơi này nàng chưa từng thật sự sợ hãi. Dù một mình đối đầu với hàn quán, trần phúc, nàng vẫn ngang tài. Nhưng giờ nàng có chút hoang mang. Vật kia quá nhanh, như một bóng đen vụt qua, khiến nàng nghi ngờ đó là kiêu quỷ, không phải địa kiêu. Đang cân nhắc nói gì với viêm thác, thì nghe tiếng dây cung vút qua không khí, một người bên cạnh kêu thảm và bị kéo đi với tốc độ kinh hoàng. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, không ai thấy rõ, viêm thác chỉ kịp nhận ra người bị kéo bằng dây thừng phi tiễn. Dây thừng xuyên qua mắt cá chân, kéo người đi. Tiếng súng vang lên hỗn loạn, kèm theo tiếng cười quỷ dị những bóng người với đôi mắt trắng lóa xuất hiện khắp nơi, di chuyển nhanh như ma quỷ. Đạn bắn không trúng, cộc cộc âm thanh vang lên, người bị kéo ngã kêu thảm. Ai đó hét lên, chạy mau. Trong hỗn loạn, người người tản ra, ai không muốn chạy cũng bị kéo theo dòng người. Viêm thác nhanh chóng kéo nhiếp cửu la, đi. Hắn không nghĩ nhiều, chọn hướng và chạy, trước mặt có đống đất chắn, viêm thác đẩy nhiếp cửu la lên, lên nhiếp cửu la nhẹ nhàng nhảy qua viêm thác định trèo nhưng nghe tiếng gió sau lưng nghiêng đầu tránh được một mũi tên dây thừng khá lắm nếu mũi tên bắn trúng hắn đã xong đời viêm thác đổ mồ hôi lạnh nhanh chóng trèo lên đống đất và chạy theo nhiếp cửu la không quan trọng phương hướng chỉ cần rời xa những kẻ có đôi mắt trắng hai người không ngừng chạy tiếng kêu thảm và cười quỷ dị dần xa cho đến khi không nghe thấy nữa nhấp cửu la lảo đảo suýt ngã nhưng giữ thăng bằng nhờ nắm tay viêm thác lần đầu tiên dừng lại nàng nhận ra sự khác biệt nàng run rẩy nói khẽ viêm thác chỗ này tối quá đúng vậy ánh sáng từ dã quang thạch đã xa chỉ còn lại u ám viêm thác đồng ý tìm chỗ an toàn trước đã hai người đi nhẹ nhàng tìm thấy mấy khối đá lớn chồng lên nhau tạo thành khe hở đủ cho một hai người chui vào an toàn và ẩn nấp. Họ vào trong khe hở, dựa lưng vào đá, thở dốc. Viêm thác ra hiệu im lặng, lắng nghe. Tạm thời an toàn. Viêm thác khẽ hỏi, đó có phải kiêu quỷ? Nhếp cửu la mơ hồ đáp. Nàng nghĩ hình thâm và nhóm của hắn cũng gặp tình trạng tương tự, nên mới có tiếng súng. Nhưng những vật kia quá nhanh, súng không uy hiếp được. Lâm hỉ Nhu cũng gặp phải thứ đó. Nhếp cửu la cảm thấy buồn cười nếu có chuỗi thức ăn, những kẻ mắt trắng kia chắc đứng đầu. Viêm thác nói, không chỉ một. nhiếp cửu la gật đầu, vừa rồi ít nhất có hơn 10 cái. Không biết có cùng nhóm với những kẻ tấn công hình thâm không? Viêm thác suy nghĩ, chúng bắt người. Bắt người, nhiếp cửu la ngạc nhiên, bắt người làm gì? Dùng dây thừng kéo đi, chắc chắn muốn bắt sống, không phải giết ngay. Nhưng mục đích gì? Nhiếp cửu la không biết, nàng không hiểu rõ hành vi của chúng. Nhếp cửu la lo lắng, không biết dư dung và nhóm thế nào. Viêm thác cười khổ, phụ thuộc vào vận may thôi, hình thâm có thể tách ra, chỉ cần không bị bắt, chúng ta còn gặp lại. Nói đến đây, hắn dừng lại. Nhếp cửu la cảm thấy lo lắng, chợt hiểu. Bên ngoài có động tĩnh, nàng nắm chặt tay viêm thác, ngón tay run rẩy trên cơ bắp của hắn tiếng bước chân gấp gáp từ hai hướng ai sẽ tới là dư dung hay những kẻ mắt trắng theo đuổi nhếp cửu la không nhịn được nghiêng đầu ra nhìn viêm thác chuẩn bị sẵn sàng một giọng nam vang lên tình huống thế nào viêm thác thầm nghĩ hùng hắc một giọng nữ tiếp lời không dám tới gần ta đoán là nhóm quấn đầu quân gặp bạch đồng quỷ ngươi không nghe tiếng súng sao viêm thác tim đập mạnh thầm nói phùng mật Hắn tưởng Phùng Mật đã chết, giờ mới biết chỉ rơi khổ người ra. Hùng Hắc hạ giọng oán hận, Bạch Đồng Quỷ làm sao xuất hiện? Không nên ở đây, tìm thấy Dương Chính không? Phùng Mật không vui, không, sống hay chết không rõ. Tiếng nói xa dần, Viêm Thác do dự theo sau, nhấp cửu la kéo góc áo hắn, khẽ nói, đi xem một chút. Viêm Thác từng theo dõi Hùng Hắc, biết rằng chỉ cần cẩn thận sẽ không bị phát hiện càng vào trong càng tối, nhưng vì phùng mật và hùng hắc thỉnh thoảng nói chuyện, họ không lo mất giống. Họ bình tĩnh tiến lên, nghe rõ tiếng nói. Phùng mật, Lâm Di nghĩ sao? Về quạng mỏ thôi, con tin tách ra, không thay được ai, mạng mình cũng khó giữ. Hùng hắc không vui, người nghĩ nói về là về, lỡ gặp bạch đồng quỷ nữa, chịu một chút, đưa chúng về dưới lòng đất. nhiếp cửu la cảm thấy dùng mình những lời này chứa đựng nhiều thông tin. Con tin tách ra, tường thúc và nhóm có thể rơi vào tay bạch đồng quỷ hoặc như nàng và viêm thác, đang lạc lối. Bạch đồng quỷ đến từ chỗ sâu hơn. Viêm thác kéo nhếp cửu la vào sau đống đất, nhiều người. Nhiều người, lâm hỉ nhu mang nhiều người. nhiếp cửu la ngạc nhiên, nhìn ra. Trong tầm mắt đen kịt, dần dần nàng nhận ra là tượng người, không phải người thật. Là người điêu khắc, nàng hiểu rõ đây là tượng binh mã phòng người ngộ nhập khe hắc bạch người tượng rất dài và rộng vào rừng tượng chưa chắc nguy hiểm ngay ngược lại nàng phấn khích đi có thể tìm được bí mật họ tiếp cận tượng người nhếp cửu la xúc động như tiếp xúc gần gũi với tượng binh mã cổ vật thời tần trong viện bảo tàng không thể tới gần thế này nếu không phải tình cảnh hiện tại nàng muốn nghiên cứu kỹ nghệ tần triều có thể nâng cao năng lực nghiệp vụ. Người tượng nhiều năm không được chăm sóc, đứng thẳng, nghiêng đổ, cao thấp khác nhau. Nhất cửu la cẩn thận đặt chân, tránh phát ra tiếng, tiến lên từng bước một. Viêm thác cũng làm theo, thận trọng hơn. Lầm hỉ nhu giọng quen thuộc, chờ chút, ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lời. Để chung đấu, chúng ta bảo toàn lực lượng, trốn đến cuối cùng. Bạch đồng quỷ tấn công quấn đầu quân, chúng ta gặp ai giết đó không phải lợi sao Nhếp cửu la không động đậy tiếp tục bước tới viêm thác theo sau từ góc nhìn của lâm hỉ nhu cảnh này khiếp người trong rừng tượng có hai người lặng lẽ di chuyển tới gần nàng từ góc nhìn của mình viêm thác càng khiếp sợ trong bóng tối những tượng người có thể cử động sợ điều gì gặp điều đó viêm thác thấy tượng gần nhiếp cửu la từ từ quay đầu Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 125. Dù vẫn là câu nói đó, nhưng không thấy rõ mặt, chỉ lờ mờ thấy được hình dáng. Khi quay đầu lại, người này có hình dáng kỳ lạ, đầu nhọn cả hai phía, giống như một quả bầu dục. Viêm thác trong lòng giấy lên sự nghi ngờ, không kịp suy nghĩ nhiều, liền xoay người, dùng hết sức lực, đập mạnh mũi thương xuống đầu người này. Nhấp cửu la hoảng hốt, suýt nữa kêu lên a may mà kịp thời giữ lại. Tiếng đập vang lớn, chắc chắn không giết chết người thì cũng làm họ choáng váng. Tiếng vang làm kinh động những người bên trong, hùng hắc liền thấp giọng quát, ai đó. Viêm Thác nhanh chóng nắm lấy cánh tay nhấp cửu la, bóp mạnh một cái, đồng thời lắng nghe xung quanh, tốt, chỉ có một người, người này đứng im lìm trong bụi. Hùng hắc vừa hỏi vừa chiếu đèn pin tới, ánh sáng rất yếu, chắc là sợ Bạch Đồng quỷ chú ý. Viêm thác nhẹ đẩy nhiếp cửu la qua một bên, tiến lên một bước, nói là tôi đây. Nhiếp cửu la hiểu được ý định của viêm thác, liền cuộn mình vào chỗ tối, nhờ ánh sáng yếu ớt, nàng thấy rõ vật gì đó nằm trên đất. Chắc là một địa kiêu, mặt giống châu chấu, còn thân hình thì khá giống người. Trong lòng nàng lạnh đi, chính mình đã chủ quan, coi thường lâm hỉ nhu, cứ nghĩ những thứ bất động đều là tượng người, không ngờ nàng lại bày trí thứ như vậy lẫn lộn trong đội canh gác hùng hắc nghe thấy giọng viêm thác có chút không tin đến khi ánh sáng chiếu lên mặt mới xác định là anh trong lúc nhất thời không biết nói gì mẹ nó ngươi viêm thác cười ha ha mang theo mũi thương bước vào hùng ca lâu rồi không gặp hùng hắc giật mình lập tức cầm chặt thương đừng tới gần viêm thác dừng lại ngay lập tức không cử động nhếp cửu la không dám thở mạnh tận dụng ánh sáng yếu để quan sát. Những người này, nàng chỉ nghe tên, nhưng có thể nhận ra, hùng hắc to như cột điện, mặt mũi dữ tợn, eo tròn, đứng đó đã lớn hơn viêm tháp một hai cái đầu, phùng mật, với một vết máu lớn trên da đầu bên trái, còn rất trẻ và nhanh nhẹn, một phụ nữ trẻ mặc áo khoác ngắn, dây buộc dày mắt cá chân, tóc dài xóa, chắc là lâm hỉ nhu. Còn có một phụ nữ, trông khoảng năm 60 tuổi, lưng còng, Vẻ mặt bệnh tật Nhớ lại, Viêm Thác nhận ra tên này trong bảng Excel Đây là Lý Nguyệt Anh Quả là đồ mặt mọi người Hùng Hắc rất cảnh giác Người làm gì ở đây Viêm Thác nói Không phải là đến theo lời mời sao Ai ngờ nửa đường gặp bạch đồng quỷ Trốn vội vào đây Lại gặp cố nhân Vừa nói Chỉ vào ánh sáng đèn pin của Hùng Hắc Hùng ca Tắt đi được không Người không sợ nó lại bị thu hút tới sao hùng hắc tắt đèn pin chỉ để ánh sáng ló ra từ khe hở chỉ có mình ngươi tất nhiên không phải chỉ mình ta đến ban đầu có nhiều người nhưng phải chạy thoát giờ thì không biết họ trốn đâu rồi nói xong viêm thác cúi người cầm một chân con địa kiêu kéo nó như kéo một con chó chết hùng hắc lùi lại một bước theo phản xạ vẫn cảnh giác đừng động đậy viêm thác cười lạnh giọng đầy uy hiếp hùng ca đến nước này rồi chúng ta tạm ngưng chiến được không? Bạch đồng quỷ có thể ở gần đây, hiện tại ai cũng muốn sống. Nếu người không cho ta yên, ta sẽ đấu thương với ngươi, la hét kéo bọn nó tới, cùng chơi một trận. Lâm hỉ Nhu lúc này mới lên tiếng, giọng điệu bình thản, không rõ cảm xúc, hùng hắc, tắt đèn, trở về, đừng để ý đến hắn. Viêm thắc cười, Lâm Di vẫn biết điều, lo cho đại cục. Rồi kéo con địa kiêu về phía trước, xin lỗi, vừa mạnh tay một chút, người xem thử, còn có thể chữa được không? Hùng hắc tức giận trong bụng, nhưng vì Lâm Hỷ Nhu đã nói, hắn đành tắt đèn, nắm chân con địa kiêu, đi về phía Lâm Hỷ Nhu. Viêm thác thở dài, chọn một chỗ tiện lợi, tựa lưng, hướng về phía Lâm Hỷ Nhu ngồi xuống. Nhếp cửu la cũng nhẹ nhõm hơn, nàng dựa chán vào chân một tượng người, lúc này mới nhận ra lưng mình lạnh lẽo, chân cũng hơi tê nàng nhẹ nhàng thay đổi tư thế. Sau khoảnh khắc im lặng, Lâm Hỷ Nhu hỏi trước, viêm thác, người của chúng ta đâu? Viêm thác, người nói Trần Phúc và họ sao? Không biết, bị bạch đồng quỷ tách ra rồi. Tình huống như vậy, đồng bạn còn không để ý, ai mà còn để tâm đến địa kiêu. Lâm gì, người của chúng ta đâu? Lâm Hỷ Nhu bình thản đáp, tương tự, tách ra, không để ý đến họ. Viêm thác cũng đoán được, dừng lại một chút rồi nói tiếp, đúng trên đường tới thấy xác dương chính đầu bị phá một lỗ chắc không cứu được báo các ngươi biết nói xong không gian rơi vào im lặng một lúc cuối cùng lý nguyệt anh cười khẽ hai tiếng giọng điệu quái dị không ngờ chết trước cả ta phùng mật nghiêm giọng ngậm miệng lại nhiếp cửu la không rõ quá khứ của lý nguyệt anh chỉ cảm thấy trực giác rằng mối quan hệ của bà với các địa kiêu khác rất vi diệu Viêm thác lại mở miệng, giọng nhỏ nhẹ, như đang nói chuyện gia đình, Lâm Di, bạch đồng quỷ này có phải là kiêu quỷ không? Lâm hỉ Nhu không muốn đáp lại, nhưng viêm thác không để tâm, tiếp tục trò chuyện, có thể moi được vài câu là tốt rồi. Dù chỉ là hai ba từ từ Lâm hỉ Nhu, đều là thông tin quý báu với hắn. Cảm giác dáng dấp rất giống người, chỉ có đôi mắt quái dị, trắng bạch còn phát sáng, ta còn thấy tóc trắng tung bay, đây chắc là lão quỷ, ai ra, còn sống lâu thế. Dù tình huống căng thẳng, nhấp cửu la vẫn bị viêm thác chọc cười, anh cứ lại nhải không ngừng, như đường tăng vậy. Khí hậu lần này không tệ nhỉ, rất tốt cho sức khỏe. Người nói xem, bọn hắn sống đến bao nhiêu tuổi rồi. Chắc trên trăm tuổi, còn không cần gậy trống, chân eo vẫn tốt. Hùng hắc nhịn mãi, không thể nhịn được nữa, mẹ nó, miệng ngươi không khâu lại được sao? lại nhải như vậy, ta làm sao nghe được động tĩnh bên ngoài. Viêm thác ừ một tiếng, không nói gì thêm, hùng hắc tưởng hắn đã biết điều, nhưng chỉ sau vài giây yên lặng, viêm thác lại bắt đầu, ta có thắc mắc, các ngươi không giải đáp, ta không chịu nổi, luôn muốn hỏi. Hùng hắc tức đến suýt bùng nổ, vùng mật chen lời, không, kiêu quỷ là kiêu quỷ, bạch đồng quỷ cao cấp hơn, thuộc loài săn mồi đỉnh cấp dưới lòng đất. Thật sự, kiêu quỷ và bạch đồng quỷ không phải cùng một loài. Nhếp cửu la cảm thấy dùng mình, đỉnh cấp loài săn mồi, nghe cũng đủ thấy không hiền lành rồi. Viêm thác vất vả lắm mới nhận được câu trả lời, liền tận dụng cơ hội hỏi thêm, bạch đồng quỷ là sinh vật nguyên thủy dưới lòng đất. Không đợi phùng mật trả lời, lâm hỉ nhu cười lạnh, nguyên sinh. Không phải do các ngươi làm ra sao? Tốt rồi, lâm hỉ nhu cuối cùng cũng đáp lại câu hỏi của hắn. Viêm thác không quan tâm nghiên cứu bạch đồng quỷ nữa, buột miệng hỏi, thật ra, tâm tâm không ở trong tay ngươi đúng không? Lâm hỉ Nhu im lặng một lúc, rồi đáp, không có, nhưng dưới lòng đất này hoặc đã trở thành kiêu quỷ, hoặc đã bị xé ăn, biến thành phân và nước tiểu, ta không biết. Câu trả lời này cũng nằm trong dự liệu, nhưng viêm thác vẫn cảm thấy lửa giận bùng lên trong ngực, hắn ép xuống, qua kẽ răng nói, Ngươi ném một cô bé như vậy vào nơi này sao? Còn ngồi đây nói chuyện, không biết nguy hiểm xung quanh sao? Hùng Hắc thấy không thể xen vào, đành kéo Phùng Mật, ngươi đi lên, hỗ trợ quan sát. Phùng Mật hiểu ý hắn, phải sắp xếp canh gác, nếu không chỉ lo nói chuyện, địch nhân tới gần cũng không biết. Nàng ừ một tiếng, nhanh nhẹn bò lên đống đá gần đó, bụng dán lên đỉnh đống, hai tay dò xét xung quanh như một con mèo rừng cảnh giác. Nhếp cửu la chú ý động tĩnh của phùng mật, nhẹ nhàng tiến gần vào thân tượng người, tận dụng bóng tối để ẩn mình, gần như hòa làm một. Lâm hỉ Nhu bình thản nói, không thể trách ta, muốn trách, hãy trách mẹ ngươi. Nàng điện giật ta, ta không so đo, nàng muốn đi thẳng, ta cũng không làm gì, chỉ đem viêm tâm giao cho người khác nuôi. Đã nói rõ ràng với nàng, nếu thành thật, đừng gây chuyện, sẽ được gặp lại con gái, rất rộng lượng rồi. Nhưng nàng không xem ra gì, có thể trách ta sao? Sự nhẫn nhịn của ta có giới hạn, nàng muốn dùng tấm xi măng đập ta thành bã, ngươi có chịu nổi không? Đừng trách ta giận lây đến muội muội ngươi, nàng và mẹ ngươi giống nhau như đúc, ta nhìn là thấy giận. Nói đến cuối, giọng cô ấy đầy ác khí, à, đúng rồi, ngươi có biết mẹ ngươi đã xảy ra chuyện gì không? Viêm Thác ngồi bất động, nắm chặt thân thương, tay run lên, đổ mồ hôi không biết mẹ hắn để lại nhật ký cuối cùng rồi không trở về nữa. Hắn luôn nghi hoặc mẹ rõ ràng muốn dùng tấm xi măng đập chết Lâm Hỷ Nhu, sao cuối cùng lại bị đập thành bã, không cử động được. Chẳng lẽ kế hoạch bị lộ? Lâm Hỷ Nhu giọng lạnh lùng và nghiền ngẫm, thật làm khó nàng, nghĩ dùng tấm xi măng đập chết ta. Tấm xi măng nặng thế, nàng có tinh thần ngu công rời núi, cứ cậy và chuyển đến mức có thể dùng sức một người nạy ra và đập xuống. Nhưng nàng quá ngu, một người từ dưới lầu đi qua, tấm xi măng từ trên rơi xuống, tỷ lệ bị đập trúng là bao nhiêu? Cùng lắm là bị thương, nhưng ta không phải người thường, cũng không phải cứ cùn mãi. Điện giật là ngoài ý muốn, chẳng lẽ ta xui xẻo đến mức nhiều lần vậy sao? Nhớ ngày đó, người ở công trường cảm ơn ta đã giao mạng sống cho họ, còn tặng ta một hộp quà lớn. Khi tấm xi măng rơi, ta đã cảnh giác, tốc độ của chúng ta nhanh như thế nào ngươi biết rồi. Ta thấy hộp quả vướng bận, liền vung tay bỏ nó và lẻn qua bên cạnh. Công trường mà, nhiều bụi đất, tấm xi măng đập xuống, bụi bặm bay lên như mây hình nấm. Mẹ ngươi kích động, vội chạy xuống xem kết quả, ta vừa thấy nàng xuống, liền biết nàng giờ cho. Ta không lên tiếng, cũng không để nàng thấy ta, nàng xuống, ta lên nhớ rằng tấm xi măng rơi xuống tầng, rất nhanh tìm được, trên đó không chỉ có một tấm xi măng. Ta từ trên thăm dò nhìn xuống, thấy hộp quà bị tấm xi măng đè, chỉ lộ ra một góc. Mẹ người cúi đầu nhìn, chắc nghĩ ta mang hộp quà đã bị đè dưới tấm xi măng. Gọi là vui mừng, ta nghe tiếng cười của nàng. Ta dùng xà beng nảy tấm xi măng, ban đầu ta định thả một tấm xi măng xuống, để mẹ ngươi vui vẻ. Nhưng ta không làm, vì nàng đã khiến ta không vui ta không muốn để nàng vui vẻ như vậy ta gọi nàng ta nói lâm hỉ nhu nàng quá hưng phấn không nhận ra giọng ta cũng không kịp phản ứng khi ngừng đầu lên trên mặt vẫn còn nụ cười phần này đến đây là hết nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn